thì cái đường vô bến bến đò bến phà Rạch Nọc ở đây này nha các bạn. Hôm nay Thịnh sẽ review lại cho các bạn xem, nhưng mà vậy đâu, ngoài đó cũng xa, có đi một cái lần đi một cái lần cũng hơi lâu rồi, cũng 2018 á. Lúc đó là cái này nó làm bằng cát nhiều, bây giờ nó làm ấy bằng xi măng đỡ nha các bạn, cái đồ Rạch Nọc nha. Đây đi ra bến đò Rạch Nọc phải không chị? Dạ. Câu đi đây nha. Bến đò Rạch Nọc đi đi đường này hả? Đường nào? Bến đò Rạch Nọc đi đường này hả? Đường bến. Dạ. Dạ. Rồi. Đi rồi. Dốc nha các bạn, để khó đi nha, đường ra ngoài sông luôn. Dạ yeah. Mấy đứa nó cũng nhiệt tình nha các bạn, nó đợi mình bị mình chạy nhiều quay cho các bạn xem. Đô đa dễ đi, đúng rồi, đi đường này dễ đi nè, lúc đó mình đi cái đường bên kia rất là khó đó. Cái bến phà Rạch Nọc thì chỉ chở xe Honda thôi nha các bạn, còn bến đò Phong Hòa thì bến đò Phong Hòa thì nó chở xe hơi được, con này đường nó chật.
phim thì các bạn không thấy được cái con đường này nó làm sao. Xa quá chứ, nhớ kỳ đó đi một lần, giờ thấy xa quá xa. Xa thật xa. Chào qua nha các bạn, chắc cũng cỡ 2 cây số à, tại nãy giờ chưa tới 2 cây nha các bạn. Thì em nó cũng nhiệt tình, mấy cháu nó nhiệt tình, nó mới chỉ mình đó chứ còn mình không biết mình đi đường bên kia có đi không, có đi không. Thì hữu tình review cho các bạn xem con đường mình đến phà Rạch Nọc. Cái này thuộc chắc của Vĩnh Long rồi quá. Đây phà Rạch Nọc đây. Nhưng mà đúng rồi, hồi đó mình đi bên tay phải thì nó khó đi hơn bên đây. Nãy mà mình không theo mấy cháu nó chỉ là mình đi hay cực rồi. Hồi đó mình đi qua cái cầu này nè. Cháu bé này vậy là có gia đình chưa? Chưa hả? Nhiêu tuổi rồi? Tuổi con chuột đó, không biết chuột nữa, 27 à? Gái không hà? Gái không hả? Ờ, gả chị nó, chị hai nó gả rồi, có 2 đứa rồi. Còn đứa Út có thì nó này ra trường, nó ra trường 2-3 năm nay rồi. Ở đây hả? Ờ, mà may ở đây là cũng giả chứ rồi như là có học được cái gì đó thì thành như có đi học vậy đó. Chứ còn như người đi người làm người không có học thì tôi không chịu. Chứ không có kén lừa gì hết trơn. Nó hợp thì chịu được mà. Vương Quốc Thịnh con. Bây giờ tính quỷ nó quay cái dạng mà tìm người đạt đó. Nhiều quá à. Nó kết thấy nó được đem hết luôn rồi. Dạ. Cái hướng ngoài đó là bến đò Rạch Nọc chạy vô đó nha các bạn. Thì ông xã cũng làm tiếp cái này. Xã thì như ông gọn tay luôn, đi nhà cũng mận chục công cụ. Trời ơi. Ba công vườn với dưới mận gần nhà chứ em. Dạ.
vẫn gì ấy. Đường Phước. Phước à. Các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đến xã Hời thuộc bến đò Rạch Nọc. Quốc Thịnh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái lò bánh. Cô giới thiệu dùm đi, bánh gì với bánh gì? Bánh là khoai lang chiên, khoai lang chiên, chuối chiên, bánh kẹp, bánh hình nhiều đó. Rồi khoai lang chiên như vậy là mình bán là sao cô? Bán ký hay là bán ký? Chủ đây, xin lỗi, cô chủ tên gì? Cô chủ tên là Kim Cương. Dạ, bán nhiều lắm nha các bạn. Thì chiên ngày 30 kg khoai đã. Khoai này là khoai gì vậy cô? Khoai lang đỏ. Bữa nay không có tím, hết tím rồi, cái này nuôi tím không được. Một ký 60 ha. Cái này mình chụm bằng củi luôn hả cô? Chi mình dầu nha các bạn. Đó. Dầu. Anh dai vẫn được luôn. Dạ. Mình chụp củi nha các bạn. Ký 60. Vô quay 5-6 bao lấy một giặt. Dạ. Cái này là tự chiên rồi. Ngào đường luôn. Ngào đường luôn đó hả? Vừa khoai vừa ăn luôn. Vậy là cô Kim Cương này làm nghề này bao lâu rồi cô Kim Cương? Mười mấy năm rồi chú ơi. Ngay cái bến đò Rạch Nọc nha các bạn, thuộc xã Hời. Xã Hời này như vậy là thuộc tỉnh nào? Vĩnh Long. Vĩnh Long rồi hả? Nó gần quốc lộ 54 nha các bạn. Hôm qua đi xuống chút là ngay cầu xã Hời, về rẽ phải. Gần bến đò bến đò Rạch Nọc 200 mét. Nó bây giờ mình quay vô trong nha các bạn. Cái này là phải lan đây. Đó, phải lan đó, cái dừng bán đó, rồi đó, rồi nguyên một cái bánh kẹp nữa nha các bạn. Bánh kẹp là truyền thống à hả cô? Truyền thống à. Có mình bột với gì, trứng rồi hả? Cái này chỉ là nhầm bao nhiêu một bịch? Chỉ là 35.000, 70.000 một ký. Dạ, rồi. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình review sẵn quay bến đò Rạch Nọc về gặp ngàn luôn. Chuối thì 60.000 ký. Điện không hả? Hay vậy? Có mình điện không nha các bạn. Thì ai có đi ngang bến đò Rạch Nọc, đi bến đò Rạch Nọc qua bên Thốt Nốt á. Thốt Nốt phải không? Coi Thốt Cần Thơ thì nhớ cách ra bến đò khoảng 200 mét. Gửi đi đâu được? Gửi đi đâu miễn trong nước thì tôi gửi gì mà cũng điện là gửi cái gì là cũng gửi được hết trơn. Số điện thoại của cô Kim Cương, số mấy cô đọc luôn đi. 0764 221 007. Chẳng quảng cáo thì cũng rồi là 0764 221 007. Rồi số điện thoại đó nha các bạn, gặp cô Kim Cương. Nhà cô Kim Cương đây hả Kim Cương? Dạ.
Thì ai có nhu cầu nhớ cái số điện thoại của cô Kim Cương đó nha các bạn. Thì video đến đây xin được tạm dừng. Chào các bạn, mà nếu các bạn muốn mua nhớ liên hệ cô Kim Cương nha. Có gửi cũng được. Đây cô Kim Cương dùm đây cái Kim Cương. Thì đó, thì cô Kim Cương sẽ gửi cho các bạn. Rồi, xin chào. Nhớ mua ủng hộ nghe. Các bạn nhớ mua ủng hộ mình nghe. Đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Thì video đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mà quên nữa, quên cảm ơn cô Kim Cương đã cho mình quay nha. Có gì đâu. Rồi, cho bé nữa nè. Này con hả? Gái à, này. Dạ, cảm ơn nha cháu. Dạ. Phải hỏi Nga mà bao nhiêu năm cũng không biết.